Khoan, các bạn hãy dành ra 3 giây để đăng ký kênh cho tôi sẽ tặng ngẫu nhiên cho bạn nào may mắn nhất nhận được con diều khi tôi đạt 100.000 người đăng ký. Có rất là nhiều mẫu đẹp luôn các bạn nhá. Chúc các bạn may mắn. Ok các bạn ạ, à, nhiều anh em hỏi thắc mắc tại sao là anh ơi lâu rồi anh không thả được bánh cốc. Hôm nay tôi sẽ quay cho bạn xem tôi với cùng với mặt công sẽ là một cuộc hành trình. Hai thanh niên áo xám, áo đen, áo xanh đen mang ra đây thả cho các bạn xem một con diều cánh cốc các bạn nhá. Mới lên xong một con cánh cốc này bằng tre, nhưng mà con bằng tre này thì tôi không bán nha anh em. Anh em nếu mà muốn chơi cánh cốc này thì chắc là phải một đặt chỗ người gần nhà. Đấy. Hôm nay tôi sẽ quay cho bạn xem con cánh cốc nhá. Nhiều bác thế sẽ bảo là mày quay hôm nào rảnh rảnh mày quay cho bác xem con cánh cốc ấy, chứ bác không bao giờ thấy cái con cánh cốc nào. Hôm nay thỏa mãn theo yêu cầu của tất cả mọi người. Và hôm nay chúng tôi sẽ thả con diều cánh cốc này các bạn nhá. Một con diều 3 tầm 3m7, 3m8 các bạn ạ. Đấy, xa nánh, xanh lá. Xanh lá thì không xa nánh nha các bạn ơi. Một con diều này, cái màu này sở dĩ mình cũng thích mấy cái màu kiểu xanh lá mà nó màu như lá cây các bạn nhá. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là xanh lá nó sẽ là xa nánh. Nhưng không, người ta nghĩ nào nghĩ, mình quan trọng là ở cái tâm của mình các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ quay cho bạn xem một bộ hòa âm này D60 nên cho ông anh đạt các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quả này thì có khi là phải dúng cái đầu cho nó bị đỡ cát, hoặc là làm sao để trôi cát đi bạn ạ. Hôm nay nắng to quá các bạn ạ. Cũng khá mát mẻ, không nắng to lắm. Tôi sẽ lấy ra một cuộn dây nha các bạn ơi. Đây là kho diều của anh đạt. Đấy. Diều cú bẹn vứt trong đây. Đấy, khi nào chơi thì lại mang ra chơi anh em nhé. Ô, cuộn dây anh để đâu ta? Chắc là anh để trên tầng rồi. Mình sẽ nên lấy dây anh các bạn nhé. Anh để trên tầng. Đấy. Nên đây nó thoáng các bạn nhé. Các bạn có thể thấy xung quanh đây là hôm trước là tôi đã quay ở cái đoạn người này chưa nhỉ? Chắc chưa đúng không? Đây xung quanh đây là cái kia là ao để nuôi tôm nha các bạn ơi. Rất là nhiều ao nuôi tôm này, 1 2 3 mấy cái ao liền. Phải tầm chục cái. Đây. Đi đột nhập xem cái bộ sáo anh để đâu. Sáo anh đặt anh để đâu vậy? Hả? Sáo anh để trên phòng hả? Trên phòng. Chắc trong tủ à? Không có. À đây. Kệ đây. Đây các bạn nhá, lấy cuộn dây xuống. Đây nha các bạn nhá. Cái gì ấy? Ai cũng có ước mơ. Anh có ước mơ, anh em thấy cái này cái gì không? Đấy là của anh Đạt anh em nhá, phải của mình ạ. Anh Đạt chơi kiểu như là chơi kiểu này mình thích ấy. Càng to càng thích. Hả bác? À. Đây, hôm nay giật con cánh cốc này phải nhờ sự giúp đỡ của công, tí nữa là nhờ anh Đạt là quay cho các bạn nha. Dây này dây to đấy, để thả được con 3m8 cánh cốc này thì tôi phải lấy cuộn dây này các bạn nhá. Cuộn dây này tầm khoảng độ 2 ly rưỡi thả cho nó cân bạn dư tôi vào các bạn nhá. Đây, quay từ đoạn dưới trở lên này, cái đầu dây đâu ta? Đây rồi. Đây chính là cái đầu dây nha các bạn. Tôi sẽ lấy cái đầu dây này để tí nữa nếu mà nó có thả ra thì nó sẽ được chắc các bạn nhé. Nó chắc như thế này thì chốt keo 52 vào đầu tiên rồi. Giờ tôi sẽ đâm và thả cho các bạn xem nhé anh em nhé. Không giống ngược đây à? Đúng, nó xoay đây mà. Tí đâm ở cái đoạn dây cuối này nha các bạn. Cái này bạn nâu cái đất này chưa? Đấy rồi, giống rồi đấy. À. Ok. Sợ bên trong này nó vẫn còn đấy, vẫn còn mịt. Đây là dây của người làm diều cho tôi buộc. Cụ Bình. Con diều cánh cốc này giá tầm 500 nha các bạn nè. 500.000 con diều này thì các bạn có thể thấy khá là đẹp và ok luôn. Mỗi tôi là con diều này không ship được các bạn nha. Chứ còn ship anh em nào ship được thì ăn được ngon. Cụ chơi quả dây vàng bò lúa ngày xưa này anh em này. Đấy, vậy mới đẳng cấp. Đấy, Nị ổn đúng đấy nhỉ? Ổn chứ bạn, con này đâm phát lên luôn. Không biết anh bảo thủng đuôi, không biết thủng nào. Chắc không có đâu. Thủng. Bây giờ đâm con này cho bạn xem nhá. Chắc không sao đâu. Đây, bạn giữ cái này luôn ta.
tôi chỉnh cất lên các bạn nha. Chắc hôm trước anh ấy thả không cõng sáo ấy, nên là để neo vừa giờ cõng sáo nó phải chỉnh cất lên nha các bạn nhá. Các bạn biết chỉnh cất lên như nào không? Tôi chỉnh cất lên cứ theo danh mục đây, chỉnh như này. Chỉnh cứ cho nó cất lên là được các bạn nhá. Đây đấy, nó như cất nó như này này còn cất rồi nó cứng lên anh em nhá. Đấy. còn tôi không biết là nó cất như nào nữa. Tôi cứ chỉnh theo cái tầm nhìn của tôi thôi, chứ còn anh em nào mà thả diều mà nhìn được cái hướng cất thì tôi không biết. Đấy, bây giờ tôi sẽ buộc cái này cho các bạn xem, buộc vào đây nhá. Sau đấy các bạn sẽ buộc khoác dây vào này. Đó. Bây giờ thả nhá. Quay cho các bạn xem. Anh nào đây, quay em bạn. Để cho ông anh đâm con à quay con này. Không đi đứng đây, tôi đang kia đặt cho quay đây. Đấy. Thì quay ở đấy. Có nghĩa là quay thì đâm thì vẫn đâm, nhưng mà quay cốt là mình nghĩ đằng sau nó đẹp. Anh cứ đứng đằng sau anh quay nhá, anh cứ quay anh nhìn cái cầm này. Quay thằng này gì? À, quay thì anh đứng đằng sau anh quay. Đi sao nó quay gì? Đó. Nhất diệu đấy, anh quay nhất diệu là được. Anh cứ nhìn vào cao này. Chưa chi đã một đợt gió rồi. Từ từ dây đây đứng nuôi này đằng trước cái này, dây đây nha, anh quay đằng sau nhá. Các bạn ơi, đâu rồi, do tôi không thả gì cần cốc nên là tôi nhìn cái mèo nó lại hơi bị cất quá anh em ạ. Không, cũng được. Cũng không cất đâu, gió to là đứng yên được ấy. Đây các bạn nha, tải vẫn tải được, gió yếu nhỉ. Gió yếu hơn này, lúc sáng gió to đấy, chúng mình gió to. Hay là con này nó kiểu nào à. Đấy, đây là cái âm, đây là bộ hòa âm nên nắp diều cánh cốc cho anh em xem thỏa mãn rồi nhá. Chắc có khi không lên được đâu, còn lên được nó cứ nâng như này, gió bé quá. Sao ra đây ắng hạt nói nhỉ, nó ở nhà gió to nhỉ, nay gió to mà. Vâng. Kìa nhìn chỗ cây dừa sao gió to thế. Đây. Ê. Kìa công ảo nhỉ, quay dừa, có anh dừa nú rồi, hay bị cất quá cũng không à, nó chưa đấy này, đều đâu lên được này. Kêu này cánh mấy ông ở dưới kia đoạn dưới quấy kia nghe hết phê ấy. Mà lúc kêu lên nghe như trung đồng nhỉ. To này. Âm của hòa âm, âm là hòa âm nhưng mà ông cất rồi anh, cất rồi nó mới phập phùng vậy. Giờ lại kéo xuống anh em nha, chỉnh thêm một lần nữa xem. Cất quá nên nó cứ bị cha về đằng trước ấy các bạn. Dễ gặp diều lắm.
con cánh cốc không biết có 7 đuôi như con đuôi cá không nhỉ? Thôi bạn, 7 cái này mẹ cái như cổ tay ấy. Hành trình kéo xuống chỉnh đu xuống một tí anh em nhé. Cất quá. Cất luôn. Ôi, thằng đầu lại, ôi. Về cái nào là hôm trước vậy à? Vậy anh đạt chơi mà phát khóc, xin kéo kịp cập rồi đấy. Nắng to quá. Cái gấp này không xử lý nhanh à, dễ rồi lắm này. Có khi lấy cuộn dây bé này của anh ở đây. To anh mới thả dây này. Dây đấy nó dài anh thả nhiều hơn. Lấy dây 21 thử xem các bạn nhé. Dây này 25 chỉ chơi thả kiểu gió rông, gió to ấy. Chơi thoải mái. Ngoài đây thả thì nó rộng nó thoáng các bạn ạ. Đây các bạn nhé. Đấy, cất quá rồi nó bị phẫy à. Nào lên trước à. Ui giời. Chạy. Tôi kéo được bạn ạ. Con đi diều này. Quá bắt được tay anh em nhá. Kéo chứ anh em. Anh em chỉ xem gọi là đuôi cá bắt được tay rồi. Cánh cốc bắt được tay mà anh em nhá. Mệt quá. Sáng tôi chưa ăn gì. Ôi, đói quá anh em ạ. Sáng chưa ăn gì xong rồi kéo con diều này. Nó choáng cảm giác này. Chắc này về tí đã. Cứ để dành tí nữa về ăn cơm nó sâu cũng ngon mà. Đây các bạn nhá. Sau khi thả các bạn có thể thấy diều cất nên là may là tôi vẫn xử lý được. Hay thôi anh ạ, thả diều kia. Ơ, ăn nèo đây này. Rồi thả diều này cũng nên được nhưng mà. À thôi, cứ thả đi. Cứ chỉnh con này được đi đã. Con kia thì nên đơn giản rồi. Con đuôi bẹn thì con kia thì để trong phòng kia thì quá dễ dàng các bạn. Giờ này con kia cần tất. Tôi chỉnh cho nó nùn xuống một tí các bạn nhé. Lâu rồi không chơi cánh cốc. Sở dĩ là mình chơi toàn là đuôi cá các bạn ở đây. Bây giờ mới là hình chữ A cần. Giờ tháo đầu dây này ra. Thả con kia cho anh em xem nhé. Nói chung là thả con này cũng khá là mệt đấy các bạn nhé. Nên là các bạn hãy đăng ký kênh like video tôi nhé. Giờ cong bộ sáo này thì tôi thấy gió to nên thoải mái. Còn gió này thì cõng cho cõng một bộ hòa còi D50 thôi. Đây D60 hơi nặng. Đây. Giờ lấy cuộn dây này các bạn nhé. Xem nó nhẹ nào vậy, nó có bổng hơn không. Giờ phải thả dài. Anh em nghe thấy bộ hòa âm này thế nào? Anh em nào thích chơi bộ hòa âm này chỉnh với kết hợp với đây dây bé bé về chắc nên được các bạn ạ. Ui, quá ok luôn. Vừa xong là phát rồi xong tôi kéo một phát lên luôn này. Có điều là phát như cất về xong nhưng những người mà chơi diều không chuyên nghiệp là đặt máy que đi, tôi đi đầu nhau. Từ để tôi xem sáo đang nòng này. Cảm giác sáo nòng nòng nhỉ? Hay nó vậy? Nòng. Cái chằng trước này yếu. Ừ. Cái chằng trước này trước anh buộc à? Hay em đi. Anh Đạt. Cái đằng trước này ai buộc anh? Mày nhìn tôi nhếch mày cái tao buộc cái gái. À anh lấy cái dây bé bé này anh buộc à? Bảo sao? Mày quay lại mình trước mình buộc cứng đét rồi. Không cứng. À. Tuột. Cái dây chắc dây xinh xanh ạ. Dây xinh xanh nọc.
chằng này cái giữa các bạn nhé. Để tôi xem nào. Xem nó cái giữa nó bị làm sao cho nó nỏng. À, cái đằng sau này. Đằng sau này chắc tôi buộc rồi các bạn. Đằng sau này chỉnh nó căng căng một tí. À không, 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 phải không, không cần. Nén, nén đằng trước, nén đằng trước được. Nén đằng trước vào một tí. Nén trước vào là nó căng luôn các bạn. Đấy. Nén trước quầy nó xáo nghiêng về trước quầy. Không có sao nhỉ, trông sao rồi. Đây. Quả trắng giữa nữa được. Làm quả trắng giữa đứng nhiên luôn các bạn nha. Ủa cái bục cố định luôn. Khỏi phải cởi. Chết anh Đạt. Đạt mày bảo wow, mày năm mày nhịp tao à. Đây. Chẳng kiểu này thì anh không biết anh em chẳng thế nào chứ còn tôi chẳng cho nó. Cứ chẳng làm sao chắc là được đúng không? Chắc là được. Đấy. Để không bị xê dịch nữa anh em ạ. Còn xê dịch sao lại cũng ngắt đây. Hết rồi. Cứng đét bạn yên tâm. Đây. Giờ đâm lại con này các bạn nhá. Nên part 2 nên lại con này cho các bạn xem. Tôi nóng mà. Thời tiết chỗ này nó cũng khá nóng, nó oi. Nó mà gió to thì phê luôn. Đây. Anh Đạt anh quay vào xong nha. Đây các bạn nha, giờ lên lại con này cho anh em xem. Phải đứng khoảng cách xa mà chơi dưới 21 anh em. Bắn dây chuẩn bị lên này em ạ. Đấy. Đấy. Vừa đấy. Nhìn được các bạn nha. Tôi không tin được con này được không. Đây, thay dây nhẹ hơn. Đúng là vừa xong dây nặng cộng thêm việc hơi cất, sáo hơi cất. À với cả dây mèo hơi cất đi nào. Giờ chỉnh phát lên luôn các bạn nha. Giờ đi tầm nó động luôn nhỉ. Đứng yên chứ hôm trước con này thả diều mỗi diều không mẹ đứng thẳng tắp à. Thả hết bắn hết cuộn dây này. Trước con diều đã thả rồi các bạn ạ. Công bộ sáo này vẫn là đối tượng nhẹ ký. Bộ sáo có một ơn đứng xoay tròn. Không phải đâu bốn nhỉ giật mình anh em ơi kéo căng rồi nhá. Cái lực của nó căng phết đấy không nhưng mà không căng không căng bằng cái con kia. Con này nếu mà tay anh Đạt thì vẫn kéo được. Dáng này đẹp vậy. Đẹp form đẹp. Thôi chơi con này có khi che già. Ông Bình bảo làm con này che già lắm. Có khi khó hỏng lắm. Bão hù vẫn chơi được ấy. Bão chơi con này lại ngon. Ông ấy làm cái khuôn tròn ông độ kỹ luôn các bạn. Có thanh ngang bạn nhìn thanh ngang bên trên không. Thanh ngang chỗ diều đây. Giữ yên rồi. Đây các bạn nhá. Đây là cái guồng khi ra ngoài nước mặn cũng phải bị guồng mà inox nhưng mà vẫn bị han này các bạn. Acid quá kinh nhỉ. Cái này giờ cọc đâu anh? Ở dưới kia. Sao vậy? Rồi, anh thả phe nha. Thôi. Anh thả là anh mất đấy. Chạy phe đấy. Đây các bạn thấy sao về một về con diều ngày hôm nay. Tôi phải chạy
chạy lần đầu ấy. Chạy lần đầu thấy cảm thấy nó hoang mang lắm, chạy lần sau thấy nên ok thế này mà đây cái là. Nhưng mà con này phải gió to tí nữa anh nhỉ. Như kiểu nó vẫn hơi ghé sang một bên. Đúng, gió to tí nữa thì ngon. Không không, không không sao. Ghé cái này thì nếu mà hôm nào gió to nó ghé ghé em chỉ anh cái chỉnh nánh kéo nó sang một mic một tí thôi. Bộ nay gió to là ngon không? Này cứ không có gió. Cứ hôm nào mà gió to là ý rằng là hôm nào gió to ý rằng là không không thả, mà ý rằng hôm nào gió nó vừa vừa trớ trêu lắm. Ra ngoài đây rất là thoáng mát các bạn nhá. Cách đây tầm 1-2 km tức là ra tới biển rồi. Cái này không, cuối gió kia ầm ầm nhỉ. Đấy. Đây là cuộc hành trình thả con diều này nên trời anh em thấy thế nào. Quá dã man. Với gió đúng là ở nều mà nghe bộ này sướng. Bộ này nếu mà kêu rức rức thì anh nó vẫn đỡ hơn âm bộ hò còi nó kêu sợ. Cho nó nhẵn bộ vào cái cột. Ý mày nung nung bên đây làm gì? Cứng lắm. Theo bằng cây thông ấy bạn ạ. Đúng không anh? Cây thông nguyên cây thông mà dựng lên đây thì nhẵn. Các bạn nhá, đứng yên trên trời nhá. Cái này không nghe âm vậy? Gió bé. Nói mà to xem, dưới quấy nghe rõ. Con này nó không bị đảo, nó không theo xoay mấy. Đây này. Dây này nó ngang phè phè các bạn, nó không. Chính đỏ dây này thả con này nên là vừa tầm hơn. Dây kia phải thả, anh khi nào anh thả gió rất to anh mới mang dây kia rồi. Dây kia nặng quá, cái này nó xà xà xuống. Dây kia thả được con 4 mét rưỡi đấy. Dây đấy. Nó đứng yên mà nó không kêu nhỉ? Không kêu sáo mà nhỉ? Thôi, ok các bạn nhá. Sau khi cuộc hành trình thả xong các bạn thấy thế nào? Tôi đã đáp ứng cho các bạn xem hết cái clip thả con diều hiền cốc ngày hôm nay. Anh em nào thấy video của mình hay cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye các bạn.